Cái hổng rùi cho nó làm bao. Cái mụn hôm nhỏ này mà xăm vô lắm mày. Dễ rồi. Ừ, mày mệt ha. Mụn câu nó ăn nhiều cái rồi. Mụn câu nó ăn nước. Rồi. Làm tê bắt mệt. Chứ lại xăm dán cho. Thì ai biết, nhiều đứa xăm đâu có tác dụng đâu. Tại đến nấm vô nó chỉ án được á. Thế thằng em kiến xăm đâu tác dụng. Thằng Tùng xong á, đâu có tác dụng đâu. Đi. Xong ảnh mày một mũ ảnh mày. Mấy cục này béo lại rồi nè. Mày làm như ăn được sắp đấy. Không mà tự nhiên mình thấy mấy cục đó mình thầy được sợ. Kiến ơi, kiến quay cái lưng cái khép bớt cửa lại cho nó đỡ tiếng xe ấy. Không, ta mà đi ta cua là ta cô mới về nên mà tôi thả nước miếng luôn. Chà, quá đã. Tê vô lần nãy lắm cái mày cố đi. Rất nhiều cái con mũ không hợp. Cố gắng lên ngay. Cố gắng đi chị làm cho anh nhé. Tính là cô này là ít hứng á, xong mà liếc qua nhìn thấy cầm điện thoại nhìn vào mô chứ không hứng vô mấy xong đâu có nhiều đâu. Chị Phương đã mặt nạ sang xui rồi Phương.
là sao? Anh thấy hơi nước là anh đau rồi. Sao tắt xong lại vậy? Sao tát xong lại ai trừ nha rủ giờ tát xong lại hiền bạc sáng như cái máy xong luôn. Thứ chờ chị Bê xíu thế ngay.